Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Kể Chuyện Cùng Nhân Ly. Với chủ đề trở thành Việt Kiều có sướng hay là không. Các bạn có biết không, lấy chồng Việt Kiều á, lúc nào nó cũng là một cái chủ đề hấp dẫn đối với người nghe. Thì bữa hôm nay câu chuyện của mình lại tiếp tục kể về lấy chồng Việt Kiều nữa. Có người thì lên mạng không quen ông này, có người thì lên mạng quen chú kia, có người thì đi cà phê quen anh nọ đó. Nhưng mà bữa hôm nay á, là mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện lấy chồng Việt Kiều trong nước mắt, người ta gọi là chén cơm chan. Miền Tây đó chính là Bạc Liêu, quê của mình. Khoan, câu chuyện là câu chuyện có thiệt các bạn nhé. Các bạn biết không, ở miền Tây á, người ta thường hay nói là miền Tây là nơi mà xuất phát những con gái đẹp. Gái miền Tây là đẹp lắm các bạn. Người ta nói là gái miền Tây, người ta nói là Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi một cái lòng không muốn về. Thì câu chuyện này nó bắt đầu ở miền Tây các bạn nhé, bên là Bạc Liêu chứ không phải là Cần Thơ các bạn. Thì các bạn biết không, ở Bạc Liêu, bạn nói đó, thật sự con gái Bạc Liêu nó đẹp lắm các bạn. Mình mỗi lần mình nhắc tới là mình chảy nước miếng. Ok, thì câu chuyện này nó bắt đầu từ một làng nhỏ của Bạc Liêu bạn. Thì có hai đôi trẻ đang yêu nhau tầm 15-17 tuổi đó. Thì các bạn biết không, ở bên Việt Nam thì học sinh yêu nhau là chuyện bình thường không, đi cà phê hồi xưa là chưa có trà sữa bạn. Trà sữa là thứ xa xỉ lắm không, trà sữa là dành cho dân Sài Gòn uống thôi không. Còn bên Bạc Liêu á, ở dưới Bạc Liêu á thì dân nhà quê mà không, trai gái hẹn hò đi uống nước cam, uống cà phê không, lúc đó trà sữa là cái thứ gì đó nó rất là xa xôi các bạn. Thì đang yêu nhau yên lành các bạn, thì tự nhiên ở bên Mỹ có cái ông Việt Kiều về bạn, mấy ông Việt Kiều này các bạn. Mấy ông Việt Kiều này ngộ bạn, ở Mỹ về người ta đi Dubai chơi, hay là đi Singapore chơi đi, hay là đi Thái Lan chơi đi các bạn. Việt Kiều về mời tối ngày về quê chơi miết các bạn, giống như là có cái thú vậy, giống như ở Mỹ sướng quá, không thích về quê các bạn. Thì bữa hôm nay các bạn biết không, cô gái này cổ cũng đã 18-19 tuổi rồi các bạn, thì cổ cũng có bồ 3-4 năm rồi các bạn thấy không. Nhưng mà nó thật sự với các bạn, con gái miền Tây nó đẹp lắm các bạn ơi. Da nó trắng ha, tóc nó đen nè ha, nó có gì cái gì nó trắng là nó trắng, cái gì nó đen là nó đen các bạn, đẹp lắm đó. Thì bữa hôm nay cái ông Việt Kiều này ổng mới về quê các bạn. Thì ổng về quê thì ổng ở nhà bà con của ổng, không, bà con ở dưới quê các bạn. Mình là Việt Kiều, mình về quê là người nhà quê nó quý mình lắm các bạn nhé. Các bạn biết không, hồi xưa là Việt Kiều mà về quê là có giá lắm nha. Nó giống như là vàng lên giá, vàng thì có lúc lên lúc xuống không, Việt Kiều thì cũng có lúc lên lúc xuống bạn. Hồi xưa là Việt Kiều về là cả xóm đứng nhìn các bạn biết không. Trời, Việt Kiều về quê là hãnh diện lắm đó nha. Đó, thì cái ông Việt Kiều này ổng về quê, ổng ở nhà bà con. Ông Việt Kiều mà về không ở khách sạn mà ở nhà bà con bạn không. Nó nói ra thì người ta nói là Việt Kiều chùm sọ bạn. Nhưng mà các bạn biết không, Việt Kiều nó ngộ lắm bạn. Không, nó Việt Kiều ở bên Mỹ á không, thì họ thích những cái cảnh miền quê dân dã bạn không. Bây giờ họ về Việt Nam thì họ không ở khách sạn. Họ thích ở nhà bà con của họ để có cái cảm giác quê hương không. Ta về ta tắm áo ta, dù trong dù đục vẫn là cái ao đó. Thì Việt Kiều về Việt Nam ở khách sạn không ở các bạn, Dubai không đi đúng không,
thích thích về quê, thích thích xình lầy gì đó đó. Thì sáng sớm cái ông Việt Kiều này ổng về quê các bạn, thì ông ở nhà bà con của ổng. Thì mỗi buổi sáng thì bà con của ổng mua cà phê bưng ra, trời, mà Việt Kiều về Việt Nam là được phục vụ tận răng các bạn nhé. Ông Việt Kiều sáng sớm bước ra sân ngồi, không, cà phê bưng tới uống, các bạn. Thì cô em gái này mỗi buổi sáng đi học thì thấy ông này cũng lịch sự chào chào chú, không, thấy ông này lịch sự. Gái đã nói là gái miền Tây là nó lịch sự lắm các bạn ơi. Thì các bạn biết không, nhà nhà quê á, thì nó san sát với nhà các bạn, đường đường quê thì nó rất là hẻo lánh. Thì mỗi một ngày cô này cô đi ra đi vô thì ông này ổng ngồi uống cà phê các bạn, thì chào cô này một cái, chào kia kia một cái. Các bạn biết không, thì ở nước Mỹ các bạn, cái ông này ổng ở nước Mỹ thì ổng thấy con gái Mỹ nó quá bạo, không, con gái Việt Nam ở bên Mỹ nó cũng quá quậy, không, nói chung là con gái Mỹ thì nó đua đòi quá các bạn. Thì ổng về Việt Nam, ổng về quê, ổng ở bên nhà bà con ổng, thì mỗi một ngày ổng gặp cô gái này các bạn, thì ổng thấy cô gái này nó quá hiền đi. Thời buổi này mà còn có một người con gái mà hiền như vậy thì nó thật sự thì quá, nó quá là hiếm đi các bạn. Nó quá, đúng là con gái miền Tây là chất lượng là con gái miền Tây các bạn. Thì ông này ổng mới lé lên một cái suy nghĩ là ổng mới hỏi hỏi bà con ổng là: "Ê, con nhỏ nó có bồ chưa, nó có chồng chưa?" Thì bà con của nó là: "Ô, con bé đó hả, con bé đó nó mới có 19 20 rồi là chưa có chồng đó anh." Tại vì các bạn biết không, con mấy 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 đứa con gái ở ở dưới quê á, tụi nó có chồng sớm các bạn, mới có 17 18 tuổi là tụi nó có chồng hết rồi, gái gái dưới quê mà đó. Nhưng mà con nhỏ này là nó gái nó là con gái dưới quê mà nó sống theo kiểu thành phố các bạn, không, 18 19 mà nó còn chưa lấy chồng nữa. Ok, thì ông này ổng mới nói là: "Trời ơi, à, nhỏ nó hiền quá, nó dễ thương quá, không biết mình qua mình làm quen nó được không ta?" Thì bà con của ông này mới nói là: "Thì qua hỏi thử coi, biết đâu người ta chịu thì sao, để em làm mai cho." Thì các bạn biết không, cái nhà bà con của ông này á, thì giống như nịnh nịnh Việt Kiều ăn. Hồi xưa người người ta thấy Việt Kiều về quê người ta hay nịnh lắm bạn, người ta nịnh lắm. Sáng sớm là mua cà phê cho ông này uống ha, chưa chưa là: "Ồ anh ơi, anh cứ đi chơi đi, rồi rồi chừng nào muốn ăn cơm thì về nói tụi em nấu đồ ăn cho anh." Đó, bên nịnh Việt Kiều về là được nịnh dữ lắm bạn. Thì bữa hôm nay cái ông này ổng muốn làm quen con nhỏ này các bạn. Thì cái bà chủ nhà là bà con của ổng á: Để em qua em hỏi ý người ta coi." Thì các bạn biết không, thì cái bà chủ nhà này bà mới quyết định là bà qua bà hỏi cái này là: chị em nói nhỏ này nghe, chị đừng có hết hồn nha, con bé nhà chị mấy tuổi rồi chị?" Thì bà nói là: "Thì nó 20 mấy tuổi rồi chi vậy?" Thì bà nói là: Em có cái à, thằng em Việt Kiều Mỹ á, nó ở bên Mỹ mà nó độc thân chị, nó độc Mỹ ở Mỹ mà không không lấy vợ Mỹ, độc thân, nó thích con gái nhà chị á, chị có chịu không là mai nó đi 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 qua Mỹ." Thì cái bà mẹ này bà nghe Việt Kiều Mỹ các bạn, hồi xưa người nhà quê mà được Việt Kiều Mỹ chấm là mừng lắm bạn. Thì bà mẹ bà đồng ý các bạn: "Ồ được á, thì làm mai cho cháu nó đi, để cho cháu nó qua Mỹ chứ đó." Thì ba của ông này, ba của con nhỏ đó các bạn, cũng bước ra các bạn. Ba nói là: "Thằng đó nó ở Mỹ nó làm gì mà nó không có lấy vợ vậy?" Cái thì cái bà này bà nói thêm vô bạn: "Mình người mình là phải bên người mình các bạn." Thì nó: "Trời ơi, thằng đó là em chồng tôi á, nó ở bên Mỹ, nó tối ngày nó đi học không mà nó không có vợ, trời ơi, ở Mỹ lo làm không sướng lắm, tiền nhiều lắm, tiền đô không mà đó." Thì mấy mấy các bạn miền Tây mà các bạn biết rồi không, cái gì bà nói thêm được bà nói thêm, cái gì bà nói không thêm được thì bà cũng nói thêm vô luôn. Ok, thì ba mẹ cô gái này thấy mình gọi là chú đi các bạn, mình gọi thấy cái chú này cũng khá là chững chạc lịch sự các bạn, con mình mà lấy chồng Việt Kiều chắc là được cưng lắm các bạn ha. Thì các bạn biết bữa hôm đó là coi như là ba mẹ cô gái đã chịu các bạn, hồi xưa dân miền Tây mà lấy chồng Việt Kiều là dễ dãi lắm. Thì bữa hôm nay cô gái này cổ cũng đi chơi với người yêu về các bạn, thì cổ cũng đi, các bạn biết cái gái miền Tây nó nhìn là mê các bạn, gái miền Tây nhìn là mê liền. Ok, thì cổ đi vô nhà cái ba mẹ cổ nó quắt tới, con lại ba nó nghe rồi, con cũng đã tới tuổi lấy chồng rồi, thôi bây giờ ba định gả con cho cái anh này. Thì cái cô gái là cổ sửng sốt: "Ủa tự nhiên ở đâu mà bài cái chuyện gả cưới thì với ba, kỳ quá con không chịu đâu." Thì các bạn biết không, cô gái này là dân miền Tây các bạn, là dân nhà quê nhưng mà cổ sống theo kiểu thành thị các bạn, không, gặp mấy đứa con gái mà dưới quê mà nghèo nghèo ba mẹ nó kêu gả là nó ừ liền các bạn. Cái thì cô gái này cổ cổ tỏ ra khá là
bực bội bạn, giống như trời ơi tự nhiên bài cái chuyện này cứ gãn chi vậy, không để từ từ đi đó. Thì ba mẹ nói là thôi giờ con lớn rồi, không ba mẹ cũng già rồi, không có đủ sức để mà chăm sóc cho con đâu, con nên lập gia đình đi rồi có cháu cho ba mẹ ẵm đó chứ. Thì cô gái hỏi là ủa mà ba mẹ định làm mai ai cho con vậy? Cái ba mẹ nói thì cái chú Việt Kiều ở bên nhà đó hồi sáng người ta mới qua hỏi, nếu mà được thì người ta cưới luôn. Thì cô gái này cũng khá là sốc bạn, thôi trời ơi đừng có vậy mà, mới con đâu có quen ông đó đâu mà cứ lấy, trời ơi, lấy chồng Việt Kiều cái gì, Việt Kiều là cái gì, đi Mỹ là cái gì, trời ơi. Thì cô gái này cũng không muốn bạn, các bạn biết không, bây giờ cô gái này đang ở bên Việt Nam đang sung sướng các bạn, hôm sáng đi cà phê ăn bánh mì ốp la, ngày mới ăn phở, ngày mốt ăn bún gà, nói chung là ở dưới miền Tây nó rất là vui các bạn, mặc dù cuộc sống nó không có giàu như bên Mỹ nhưng mà đối với cô gái này đã quá đủ các bạn. Thấy không, có người yêu nữa không, lâu lâu đi chơi đi ăn không bò, phải không, ăn thịt bò bít tết, ăn lẩu dê, ăn này ăn kia, nói chung là vui các bạn ơi. Thì bữa hôm nay ba mẹ của cậu nói là thôi bây giờ con cũng phải ghé nữa chứ, qua bên Mỹ là hả biết bao nhiêu người muốn không được, con thấy không, con nhỏ cuối sớm nó lấy chồng Hàn Quốc, trời ơi lấy chồng Hàn Quốc khổ lắm con nhỏ kế bên nó lấy chồng Trung Quốc, trời ơi, lấy chồng Trung Quốc khổ lắm con, mà bây giờ con lấy chồng Việt kiều Mỹ, Mỹ đó con, không đế quốc Mỹ đó, mà con còn mà đặt kén cá chọn canh nữa. Thì cô này cổ là con gái miền Tây các bạn, cho nên cổ cũng không dám cãi lời ba mẹ, cổ cũng im im đi cho qua chuyện các bạn, nhưng mà cổ cũng hơi hơi tỏ ra giống như là không thích các bạn. Thì mẹ nói thôi thôi để từ từ đi tính, mẹ cho con 1 tuần suy nghĩ đó, có gì con trả lời với mẹ nha. Ok. Thì các bạn biết không, ở dưới miền Tây á, nói chung là cuộc sống miền Tây á, đủ ăn đủ mặc các bạn, đủ ăn đủ mặc không, nhưng mà các bạn biết không, cuộc sống ở dưới quê mà, thì nó mãi mãi là cuộc sống ở dưới quê các bạn biết không. Thì cuộc sống người dân quê rất là lam lũ cực khổ mới 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 để dành được từng đồng từng cắc các bạn, cho nên họ cũng phải ăn uống dè sẻn ha. Thì các bạn biết không, bữa hôm nay thì ba mẹ cô gái này đi ra đường các bạn, và giống như là cuộc sống ở dưới quê các bạn không, đầy rẫy chởm khớp không, rồi tai nạn. Thì ba mẹ cô gái đang đi ra đường thì đang đi tới ngã tư thì có một chiếc xe chạy ngang giật túi xách và ba mẹ cô gái này té xuống đường và bị gãy tai các bạn, và bị thương và bị ngất xỉu các bạn. Thì cô gái này cũng nhận được một cái thông tin là trời ơi ba con bị giật đồ, bị đụng xe kìa, con về gấp đi. Thì cô gái này cổ không biết làm gì các bạn, tại vì đang tuổi ăn tuổi học mà tự nhiên đụng cái rồi cướp giật rồi đụng xe rồi. Thì như các bạn biết không, mẹ cô gái này ở ở sau á thì té thì bà chống được, nhưng mà ba cô gái này đang ngồi trước thì ổng chở tay không kịp các bạn, ổng bị lăn xuống đường thì ổng bị hôn mê các bạn. Bây giờ bác sĩ nói là bây giờ phải nhập viện để giải phẫu, lấy máu bầm ra các bạn, rồi tiền viện phí này nói chung là rất là nhiều các bạn. Bây giờ nó thực sự thì trong một ngày làm sao mà xoay sở nổi cái tiền người ta gọi là mấy trăm triệu các bạn, không thì bây giờ cô gái này cổ khó xử các bạn, thấy không. Rồi cái anh bồ của cổ đó, nó thực sự thì đang tuổi trẻ mà các bạn, làm gì mà có tiền mấy trăm triệu các bạn, bây giờ chẳng lẽ là đi 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 vay đi vay giang hồ để cứu cấp các bạn. Trời, các bạn biết không, hồi xưa ở ở ở quê á, đi đi vay tiền giang hồ á là mà không trả được tụi nó chém các bạn, cho nên cô gái này cũng cũng cổ cũng không biết cách xoay sở các bạn. Thì các bạn biết không, cái lúc này cái bà bên bên nhà bà mới qua, bà nói là thôi bây giờ nhà con vậy rồi, cô thấy xót và để cô ứng trước tiền để cho tụi con giống như là có tiền xây sở để chữa bệnh cho ba mẹ con các bạn. Thì cái bà này bà mới đem tiền qua để mà đóng viện phí. Thì cuối cùng thì sau hơn 1 tháng thì cô gái này đã có đủ tiền đóng viện phí và ba mẹ cô gái này đã qua cơn nguy kịch các bạn, và được thả gì được được đưa về nhà, được đưa về nhà chứ không phải là được thả về nhà các bạn nha. Thì các bạn biết không, như vậy thì ba mẹ cô gái này đã bình phục bạn không, chỉ hôn mê chút xíu thôi, nó cũng là sau sau cái vụ qua tai nạn đó các bạn, thì ba mẹ cô gái này cũng khá là yếu các bạn. Thì các bạn biết không, lúc này thì cái bà này bà mới qua nhắc tới số tiền. À, anh chị ơi, bây giờ thấy anh chị đỡ rồi em cũng mừng. Nó thực sự thì tai nạn thì ai mà muốn không anh chị biết không,
Nhưng mà tiền thì em phải đòi ha, giống như là mấy mấy trăm triệu đối với dân nhà quê thì nó cũng khá là lớn. Không, đối với dân Sài Gòn nó cũng lớn nữa chứ nói chi là dân nhà quê các bạn. Thì nói thật sự thì gia đình cô gái này bây giờ đã đang túng thiếu các bạn, không có khả năng để mà trả cái số tiền mấy trăm triệu đó các bạn. Thì các bạn biết không, thì ba mẹ của gái này hơi cảm ơn cô đã cứu ứng kịp thời, không giống như là đóng tiền viện phí cho tụi tôi, không lòng tốt của cô tôi không thể nào quên ơn được, vừa có ơn mà vừa có tình nghĩa nữa. Thôi bây giờ cố gắng khất nợ tôi đi, để tôi bán ruộng bán đất tôi trả, chứ bây giờ đó thật sự trong nhà không còn cắt nữa. Thì cô gái này còn chỉ biết đứng nó khóc thôi các bạn. Nó thật sự thì các bạn biết không, con gái miền Tây á, không nó giỏi nấu cơm, nó giỏi giặt đồ, nhưng mà không có kiếm được tiền các bạn, nó không có kiếm được tiền, ok. Còn cái anh người yêu của cô gái này cũng vậy các bạn, không con gái như con trai miền Tây thì cũng giỏi mà siêng năng làm lụm tháo vát, nhưng mà làm ít tiền quá, ok. Thì bây giờ làm sao mà kiếm số tiền mấy trăm triệu để trả bây giờ các bạn. Thì gia đình bên này cũng thấy, vừa thấy có lỗi, người ta đã ra tay cứu giúp mình trong lúc mình khó khăn, mà bây giờ mình không có tiền trả người ta nữa thì vừa vừa mang ơn lại mang nợ nữa các bạn, khổ quá khổ quá. Không, người ta nói là phước bất trùng lai hoại vô đơn chí. Thì cái cô gái nói là thôi cô ơi, dù sao con với cô cũng là tình làng nghĩa xóm, cô gán 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 giùm con mấy tháng đi, để ba mẹ con khỏe khỏe lại rồi ba mẹ con đi kiếm tiền trả từ từ cho cô. Thì cái bà nói là thật sự thì em qua đây á là không phải vì cái chuyện đòi tiền anh đâu, thật sự là cái số tiền mà em đưa cho anh á không phải của em. Cái số tiền mà em đưa cho anh á là của cái anh Việt Kiều kia kìa, hồi bữa ảnh nghe gia đình của em có chuyện xảy xả không kịp, không em ngứa miệng em kể, thì cái anh đó anh thấy tội nghiệp quá cho nên ảnh móc mấy ngàn đô ra, ảnh đổi ra tiền Việt Nam là gần mấy trăm triệu đó, ảnh đưa cho xây sở đó, tại ảnh thích con bé này. Thì ba mẹ cô gái này bây giờ cũng cũng hiểu các bạn, giống như là trong cái lúc khẩn cấp á thì cái anh này anh biết được các bạn, cho nên anh kêu là thôi đem tiền qua giúp cho người ta đi, người ta đang đang gặp khó khăn mà cứ giúp đi. Thì ba mẹ cô gái này thấy trời ơi sao mà thằng đó nó tốt vậy, người dân nước lã mà tự nhiên nó đưa mấy trăm triệu đi đi cấp cứu vậy, tốt quá vậy. Thì cô gái này cổ cũng cúi đầu xuống các bạn, cổ biết là cái câu nói của cái bà này sẽ nói tiếp là cái gì. Thì cái bà nói trời ơi cái anh đó anh về anh chơi không, người ta là Việt kiều, người ta nhiều tiền lắm không, mà gặp gặp gia đình của anh bị gì đó, người ta nói thôi đem tiền cứu giúp người ta trước đi rồi từ từ tính sao, bây giờ nó về Mỹ rồi nó đâu có đòi đâu, thấy không, mà bữa hôm nay nó hỏi thăm, nó hỏi con bé nó làm sao rồi đó, lặng nhỏ đó các bạn. Thì các bạn biết ba mẹ cô gái này nói là cô gửi lời cảm ơn cho cậu đó giùm tôi nha, cảm ơn đó, thật sự tôi không biết cái ơn này trả làm sao luôn á. Thì cái bà nói trời ơi, nói thiệt sự với anh chị á, anh chị có phước mà không biết hưởng, người ta thích con gái của anh chị rồi thì bây giờ anh chị gả đi, sau này nó qua Mỹ nó sống, nó đi xe hơi, nó ở nhà Mỹ, nó ở nước Mỹ, mỗi năm nó gửi tiền đô về cho anh chị xài ngập mặt luôn, khỏi có đi làm ruộng nữa. Thì các bạn biết không, ai ai mà chẳng biết các bạn, ai mà chẳng biết là lấy chồng Việt kiều là trở thành Việt kiều, lấy chồng Việt kiều là được đi Mỹ đâu, ai mà chẳng biết vậy. Nhưng mà trời, con gái của mình mấy chục năm nay nó có bây giờ đi đi ra khỏi Bạc Liêu đâu, lên Sài Gòn mà nó không dám đi nữa, mà bây giờ kêu nó đi Mỹ, trời trời. Thì ba mẹ cô gái nói là thôi bây giờ cô cứ từ từ đi, cô đợi cho tôi 10 ngày đi, mười mười mấy ngày để tôi suy nghĩ đi. Thì bà nói là thì suy nghĩ đi nha, vài bữa nữa nó mà quen đứa khác là mệt lắm á. Thì cái bà đi về các bạn. Bà đi về thì ba mẹ cô gái này mới nhìn qua con gái con gái cưng của họ, thì họ nói là con ơi giờ con nghĩ sao, người ta vừa có ơn với mình mà người ta vừa giống như là giúp mình nữa, không người dân nước lã mà móc mấy trăm triệu ra các bạn, người dân nước lã mà móc mấy trăm triệu ra mà không đòi lại. Thì các bạn biết không, cô gái này cổ nhìn ba mẹ của cổ giống như bây giờ yếu bạn, giống như mà khi mà các bạn mà đã bị bệnh mà các bạn tỉnh lại các bạn không còn khỏe như xưa nữa. Thì nói thật sự thì bây giờ ba mẹ cô gái này đi làm cũng làm không nổi đó các bạn, bây giờ mà một mình cổ mà nuôi hai người nó cũng cổ cũng nuôi không nổi nữa, không với lại ở dưới quê không kiếm ra tiền các bạn biết không.
chẳng lẽ đi bán cà phê ta? Không được, không được, không được. Thì cô gái nói thôi ba mẹ nói vậy thì con chịu thôi chứ sao bây giờ, phải không? Người ta dù sao cũng có ơn với mình, phải không? Người ta dù sao cũng thương con. Thì ba mẹ muốn con lấy chồng Việt kiều thì con lấy chồng Việt kiều thôi. Đời cô lũ mà. Đó. Thì cô gái này cổ mới đi vô phòng hoàng. Thì coi như là ba mẹ cô gái này cổ họ cũng vui vậy. Tôi với bà dùng khổ nhục kế hay quá. Mà cái con nhỏ nó chịu lấy chồng Việt kiều rồi đó. Thì cái bà này bà mới đi qua bên nhà bà nói là cô ơi, con gái tôi nó chịu đó, bây giờ cô làm mai cho nó với thằng đó đi. Thì bà nói trời ơi, nói sớm đi thì bây giờ đó có phải là sớm là tốt hay không, phải không? Để tôi gọi điện thoại qua Mỹ, tôi nói cho thằng đó biết để nó thu xếp công chuyện đó về các bạn. Thì các bạn biết không, cái bà này bà gọi điện thoại Mỹ bà nói alo em hả, cái cô bé đó nó chịu đó, em thu xếp về tổ chức đám cưới đi, không cưới vợ là phải cưới liền tay để lâu ngày nó đổi ý. Cái ông bên Mỹ các bạn, cao bên Mỹ á, thì ông cũng gán thu xếp để mà đi về Việt Nam để tổ chức đám cưới các bạn. Thì cô gái này ở bên đây các bạn, cổ rất là buồn các bạn, cổ đang có người yêu các bạn. Bữa hôm nay cổ mới nói là alo anh ơi, anh ngủ chưa, em chưa ngủ, anh chuẩn bị tinh thần để nghe em báo tin vui và tin buồn nhé. Thì cái anh chàng này anh mới thấy con bồ mình bên đây có tâm sự đợi cô lũ vậy. Anh nói là ủa có chuyện gì vậy, à, ba mẹ em khỏe chưa? Thì cô gái nói là ba mẹ em cũng khỏe rồi, đó là tin vui mà ai muốn nói với anh, ba mẹ em cũng khỏe rồi. Vậy vậy còn tin buồn mà em muốn nói với anh là cái gì vậy? Tin buồn là em sắp đi lấy chồng Việt kiều ra anh ơi. Thì cái anh nói ủa gì kỳ vậy, tự nhiên ở đâu mà đi lấy chồng Việt kiều với em hả, rồi rồi anh làm sao? Thì cô gái nói là thôi anh đừng nhắc nữa, anh hãy quên em đi nhé. Đó thì các bạn biết không, cô gái này còn cúp máy cái rụp các bạn, cúp máy cái rụp cái. Thì cái anh chàng này anh hụt hẫng các bạn, ủa gì kỳ vậy, tự nhiên ở đâu có ông Việt kiều lòi vậy, mấy ông Việt kiều này ở Mỹ không ở về Việt Nam chi chạy đó. Nhưng các bạn biết không, rồi cái ngày định mệnh nó cũng đã tới các bạn, cái ngày định mệnh nó cũng đã tới các bạn. Người ta nói với các bạn biết không, đám cưới là phải vui, đám cưới là ai cũng vui, không giống như bài hát là ôi vui quá xá là vui, đàn trai đàn gái ai nấy cũng cười thật tươi. Nhưng mà đám cưới hôm nay người ta không cười các bạn. Gia đình cô gái thì nói thật sự gia đình cô gái cũng là lần đầu tiên gặp gỡ gia đình bên đàn trai các bạn, và cô gái thì cũng là lần đầu tiên giống như là gặp gỡ chú rể các bạn. Không, chú rể thì nhìn, nhìn cô dâu một cái là muốn cưới liền các bạn, chưa chưa đi chơi lần nào phải không, chưa yêu lần nào biết ra làm sao phải không, biết trong tình yêu như thế nào. Nhưng mà vẫn tổ chức đám cưới bạn, tổ chức đám cưới thì bữa hôm nay cô dâu trang điểm lên khá là đẹp luôn các bạn, không cô dâu nào cũng đẹp hết, không có cô dâu nào xấu cả. Thì chú rể bay về Mỹ các bạn, bay từ Mỹ về để tổ chức một cái đám cưới thiệt là lớn và thiệt là lẹ. Các bạn biết không, thì bữa hôm nay cô dâu không có cười các bạn, tại vì cô dâu mới mới chia tay người yêu các bạn, và cô dâu phải đi lấy chồng để giống như là người ta gọi là trả nợ cho ba mẹ của cổ, không nhưng mà bây giờ không không phải là trả nợ các bạn, mà là cô gái này tự nguyện các bạn, coi như là đền ơn đáp nghĩa, giống như là trong phim Hồng Kông hồi xưa là bán thân chôn cha vậy đó. Cái thì ba mẹ cô gái này và cô gái này cổ cũng gán gượng cười các bạn. Nói chung là trời, nó thật sự bây giờ gả con mình đi, mình không biết bên bên thằng này như thế nào, nó thật sự thì không có thời gian tìm hiểu mà giờ để cưới gấp mà. Thì các bạn biết không, cô dâu này cổ cũng gán là gượng cười. Thì người ta nói thôi con ơi, bây giờ con đã quyết định rồi thì gán đi, phải không, gán vui vẻ lên đi, biết đâu được sau này con qua Mỹ con sướng làm sao, không thì chú gửi thì rất là vui bạn, gia đình chú gửi rất là vui, trời ơi con dâu đẹp quá vậy, không con gái miền Tây đẹp quá vậy, trời ơi, không thì đám cưới diễn ra, hai bên gặp nhau trao quà sính lễ không, thì bỗng tự nhiên ở đâu xuất hiện một người các bạn, đó chính là bồ bồ của cô dâu bạn. Thì lúc này các bạn biết không, cô dâu như đứng hình các bạn, chú gửi cũng đứng hình luôn. Chú gửi nói ủa ai vậy em, khách mời nào mà anh không biết gì, ủa sao khách mời không mặc đồ vest vậy em đó. Cô dâu thì giống như là rưng rưng nước mắt các bạn. Thì anh người yêu cũ của cô dâu bước tới đưa phong bì. Anh người yêu cũ nói chúc em hạnh phúc bên người em yêu. Xong rồi chú gãy quay lưng đi các bạn. Chú gãy quay lưng đi thì cô dâu khóc lên các bạn. Cô chú mình nói là người yêu cũ các bạn, người yêu cũ các bạn.
không, người người yêu cũ quay lưng đi các bạn, chú gãy đứng im re, chú gãy đứng im re không hiểu chuyện gì xảy ra. Ồ, what happened, what happened. Cô dâu khóc các bạn, cô dâu khóc như mưa luôn các bạn. Các bạn biết không, đáng lẽ là cái người mà cô dâu cưới á, là cái anh này các bạn, nhưng mà vì một cái trục trặc nho nhỏ các bạn mà cô dâu phải đi cưới một cái người xa lạ mang tên là Việt Kiều Mỹ. Nói chung là trong đầu cô dâu bây giờ không biết là tương lai mình sẽ đi về đâu nữa các bạn. Tương lai của mình lấy ông này rồi, tương lai của mình sẽ đi sống ở đâu các bạn? Sẽ làm cái gì bây giờ trời? Bây giờ tôi qua Mỹ tôi làm gì trời? Nhưng mà mình hãy khoan nói cái chuyện đó đã, bây giờ mình nói cái chuyện bữa hôm nay đi. Thì đáng lẽ là cô dâu đã kìm được giống như là cái buồn bã trong bữa hôm nay các bạn. Cô dâu cứ tưởng tượng là gán nó đi, thấy không? Qua cái đám cưới này xong là chú gửi cho một mớ tiền để giống như là trang trải cuộc sống bên Việt Nam. Rồi mình sẽ qua Mỹ, mình sẽ đi làm để mình gửi tiền về Việt Nam cho ba mẹ của mình. Gán đi, cô dâu không khóc các bạn. Cô dâu rất là kiên cường ha. Thì tự nhiên người yêu cũ xuất hiện các bạn. Người yêu cũ đưa phong bì, chúc em hạnh phúc nhé. Không, chúc em hạnh phúc bên người em yêu. Đó các bạn biết không, tự nhiên anh chú gãy nói xong, anh chú gãy bỏ đi các bạn. Một cái bước đi rất là lạnh lùng. Đó. Thì lúc này các bạn biết không, cô dâu khóc, cô dâu đòi chạy theo chú gãy các bạn. Thì ba mẹ cô gái này cản lại, trời ơi con ơi đừng có bỏ chạy, con bỏ chạy là tiêu má, nợ nần đủ thứ. Đó. Thì cô dâu này cổ vừa muốn chạy theo anh người yêu cũ các bạn, nhưng mà cổ lại không chạy được các bạn. À, có nghĩa là trong cái đám cưới này cô gái này cổ không bị ép các bạn, là cổ tự nguyện lấy anh này, tại vì cổ cổ phải trả nợ, cái nợ tình các bạn, nợ tiền dễ trả, nợ tình khó trả. Thấy không, chú gửi thì cứ đứng im re đó, không không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ô, đám cưới miền Tây có bộ vui quá ta. Đó, còn cô gái này thì cổ muốn chạy theo anh người yêu cũ để xin lỗi người yêu cũ các bạn, nhưng mà cổ không chạy được, tại vì nếu mà cổ chạy ra khỏi đám cưới này rồi thì người ta sẽ dị nghị. Không, người ta mắc công là bên gia đình chú gái nói ba mẹ mình nữa. Cô dâu chỉ biết đứng khóc thôi các bạn. Thì lúc này chú gái nói là không sao đâu em, anh hiểu mà, cứ tiếp tục đi, không anh sẽ chăm sóc cho em được mà. Các bạn biết không, mặc dù chú gái cái rất là thương cô dâu các bạn, không gái đẹp mà ai vẫn thương, nhưng mà cô dâu thì rất là buồn các bạn. Mình đã hy sinh một tình yêu tuyệt đẹp của mình để đi lấy chồng Việt Kiều à. Thì các bạn thấy không, lấy chồng Việt Kiều á lúc nào cũng vậy, lấy chồng Việt Kiều á lúc nào cũng là một người đi và một người ở lại, lấy chồng Việt Kiều á lúc nào nó cũng là một người buồn và một người vui các bạn. Không, thì đó chính là câu chuyện của lấy chồng Việt Kiều đẫm nước mắt. Các bạn có biết không, hồi xưa thì con gái miền Tây lấy chồng Việt Kiều khá là nhiều các bạn, lấy chồng Việt Kiều khá là nhiều. Thì đa số những cái người mà họ lấy chồng Việt Kiều đó bây giờ họ qua Mỹ họ đều trở thành chủ tiệm nail hết trơn các bạn. Thì bây giờ cô gái này cổ cũng giống vậy, không bây giờ là cổ khóc các bạn, cổ khóc dãy giụa, anh ơi anh đừng bỏ em như đó. Nhưng mà sau này cổ trở thành chủ tiệm nail các bạn, và cổ đã giống như là lo được cho cha mẹ ở bên nhà của cổ. Thì nhưng mà cũng tội nghiệp cho cái anh người yêu cũ các bạn, không người yêu cũ không quen nhau 4 năm trời đụng cái nó lấy chồng Việt Kiều. Bởi vì tức mấy ông Việt Kiều này ghê, mấy ông Việt Kiều này ở ở bên Mỹ không lấy chồng lấy vợ đi, tự nhiên về quê lấy con gái người ta, trời ơi con vợ của tôi chưa cưới nữa mà năm mấy ông Việt Kiều này vậy cưới rồi. Cho nên người ta thường hay nói là lấy vợ là phải lấy liền tay để lâu ngày mấy ông Việt Kiều dòm ngó các bạn. Thì đây là một câu chuyện khá là chân thật về lấy chồng Việt Kiều. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây đi. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Bye bye các bạn.